Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả nè mình. Ngày hôm nay thì sau khi Khả đã gom đủ xong 8 mảnh thiên quang của cái đai lưng á, thì bây giờ chúng ta sẽ đi ép thành như thế nào nè mình. Nói chung là gom cũng bữa giờ cũng 2 tuần rồi nè mình. Khá là lâu á. Đó, ngày này đạt đủ 8 mảnh nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng đi ép thử nó có ra để lưng mắt nằm chiếm mạng nha mọi người. Ok. Đi cầu. Anh em theo dõi video đừng quên để lại cho Khả một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Chúng ta sẽ quay làm ăn. Cái này thì nói chung là đây cái thời đó là món vàng đầu tiên của Khả nha nè. Cô cầm cái chỗ S10 đại danh kỳ sử nè. Đây là món vàng đầu tiên của Khả ép được nha. Trong lần nó sẽ mát và đạt theo yêu cầu mình muốn rồi nè mọi. Nói chung là nếu 3 cấp 5 kỳ 3 cấp kèm với 5 chiếm mạng thì tuyệt vời, quá tuyệt vời rồi nè. Ok. Trước khi ép thì cái miếng bánh thiên sườn của tướng này. Nào đã tới khai ao game này vô lại cả nha. Rồi, ok nè mày. Đã ao ra vô lại rồi mày. Giờ thầy ép cho em xem nha. Có lần. Ok. Thầy nói này món đầu tiên server, win đầu tiên của Khải trên server thì có anh Bảo Lan Sa, như là Hemmet cũng có đai lưng đường môn à. Đây thằng đó là đai lưng đầu tiên của Khải nha nè. Lưng đầu tiên của Khải nha. 7 mảnh nè mà, 8 mảnh đi. Ôi. Giờ tôi không tương ứng. Nhầm anh em ơi. Nếu mình ép thì mình ép ở chỗ này. Còn cái 8 mảnh này thì mình ép ở khu vực Tương Dương nè. Chỗ này nó ghi rõ mình quên nè. Ok, mà đến Hồng Kim Tôn Giả. Ok. Đây, chúng ta solo anh Bảo Lâm Sa. Úi sợ, ngầm mì vãi cả đấy. Ngọc vẫn ngầm mì 37. Vãi liền nó ra ngon rồi. Vãi chứ. Úi sợ, đồ những này ngầm mì là trường bảo như trời. Ủa, ngầm mì 37 nó ra hay vậy ta? What the hell? Như là sống tiểu sát thủ top 2 vừa rồi thì phải. Phải đói. Ok, ép luôn. Ta muốn học thành chuẩn bị mảnh hôn thân. Anh kêu bác em bác lê sư hôn lê. Tắm mảnh, đây nè. Muốn gặp tiếp theo. Đường môn thì đang đường môn nỏ. Ok, đai lưng này sẽ là đai lưng đường môn nỏ nha mọi người. Thiên quang. Thiên quang hơn thiên là vũ khí nè. Dây chuyền nè. Đây, xong ra thuộc đá nè. Đây thì có 8 mảnh không ạ. Nếu mình đỡ qua bên kia thì nhầm bên kia là mình đi ép thì mới qua bên kia là 6 mảnh mới qua bên kia. Mà còn đây là mình đi ghép Evan đó. Được 8 mảnh thì ép ở trong vị trí này. Rồi, vui. Không chịu đợi kết quả đâu ơi. Không chịu đợi kết quả đâu ơi. Nói chung là Khải khá là nôn nóng rồi ạ. Vui ơi. Nhảy 7 thành này. Đại lý. Phun thành thì nó có mắt này, Tương Dương. Phun thành thì nó mắt nha. Bình thường. Mình mấy người đầy đủ rồi nha. Đại lý rồi, Bình Kinh. Dương Châu. Thành Nam nữa. Làm ăn. Ok, Nam Bách. Ui. Cui Nam ơi, Cui Nam ơi. Chúng ta sẽ cui nha. Ui. Ôi, 4 chiếm mạng nè. Ôi, 4 chiếm mạng tính ra tầm tương đối rồi mà. Tính ra em có đai lưng này hết khoảng hơn 1 triệu đó nè. Xong là một đai lưng thằng đó là tương đối rồi mà. Mình kiếm anh. Rất là khó nè. Ok, không sao. Trong lần Khải cũng đã gom được một món kiếm phái này. Ít hôm Khải sẽ gom thêm vài món kiếm phái nữa. Tính tiếp nha nè. Chắc là Khả sẽ chuyển về đường môn. Và anh em nào theo dõi video này đừng quên đỡ lại cho Khả một like, chia sẻ, hồi chơi. Ít hôm Khả sẽ lên tiếp tục một bộ tay địa phát anh em ạ. Khả sẽ lên tiếp tục một bộ tay địa phát của đường môn. Và bộ tay đó sẽ có phong thủ lý thời gian chậm và thời gian chói mọi người. Nói chung là đai lưng này thì mang cũng tương đối thôi mày. Chứ đỡ đẹp thì thực sự cũng được cái phong thủ lý này. Làm chậm tương đối và chí mạng tương đối. Cái mạng ho mà thiên hơi dũng một cấp hơi tiếc. Cái này 2 cấp hay 3 cấp thì đẹp luôn. Thôi không sao. Mà chúng ta ép cái này vẫn là may mắn cả nè mà. Rồi.
Hẹn em ở những video ép đồ Hồng Kim Môn Phái tiếp theo nha mọi người. Ép đồ Hồng Kim Môn Phái tiếp theo nha mọi người ơi. Hiện tại server này, những cái đa lương này hiện tại server chỉ có khoảng tầm chắc 3 đến 4 cái rồi. Anh bảo là anh xa chắc ép mấy cái rồi. Mà anh đang mang một cái là 4, 5 kiểu năng 2 cấp. Còn mình thì mình ép cũng chưa được đẹp lắm nha mọi người. Chắc là ép dài dài nè mọi người. Ở ngoài hàng tìm hàng mát thì phải hơi khó nè mọi người. Mát tất cả mọi thứ hơi khó nhưng mà được cái là bù lại thủ lý 29 cũng khá tương đối nè. Rồi. Hẹn em gặp lại ở những video ép đồ Hồng Kim Phái tiếp theo nha. Và cùng chờ đợi Khải sẽ lên con ạc đường môn nha nè. Ok, bye bye anh em. Hẹn anh em ở những buổi video tiếp theo, cũng như là những buổi livestream vào lúc 11:50 cũng như là 19:50 hàng ngày nha anh em. Bye bye.